Rồi giờ xe cẩu dơm đang ở dưới phà xong rồi các bạn. Giờ xe cuốc này hỗ trợ bắt cái dĩ để cái xe cẩu lên phà nha các bạn. Thank you.
lên nha các bạn. Tới đây là hết rồi các bạn. Các bạn xem video các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ rộng rãi với mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.